Damang là chất yêu dính bền chặt trong tâm hồn một thế hệ. Nhắc tới điều này trong mỗi tôi lại nhớ đến vở thơ Ngân Nga. Tôi yêu chuyện của nước tôi, vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa. Với tôi, nhìn về những giá trị ấy, nhìn về với chiến huyết núi Nam Việt như được trở về với nguồn cội, yêu quê hương, tự hào hơn bao giờ hết. Về mảnh đất giao hóa thành những câu hát, yên dù quê hương ta đẹp như những đóa hoa. Từ đấy tâm hồn tôi bỗng thức lên. Tôi có về dành lịch sử, văn hóa và truyền thống của sơn thủy hữu tình, dòng sông ấy, dòng sông của tình yêu quan họ, của chứng nhân lịch sử của anh. Sông thương nước chảy đôi dòng, bên trong bên đường em trông như nào. Tuy nhiên, tạo hóa bên cạnh dòng sông là sẽ hình đã đi vào truyền thuyết, kiểu thuật, kiểu phong. 99 ngọn núi Nhạn Phổ Hoàng, 99 cái ao làng Minh Xuyên, sông Gầu dài núi xanh, lơ thơ nước chảy của ta mình nhớ thương. Hiện nay đến làng Bài Xanh, xã Văn Cốc, tổng Hoàng Mai, huyện Yên Sở. Núi neo còn có tên tựa đó là Kiểu Trọng Kiểu Phong, dãy núi 99 ngọn. Huyền thoại kể rằng từ mùa hôm qua có 100 cô tiên từ trên trời cao trông xuống đất Yên Sở, thấy dòng nước trong xanh đã rủ nhau xuống tắm. Trong lúc nô đùa, các cô tiên đã lấy đất cát lên bờ sông để đắp thành một trái núi. Một cô mãi mê đường nghịch nên trái núi đó đã không bằng tập trung một chỗ. Nó đã nằm sang đất chi li đến mua những con chim phượng hoàng lớn, đặt ra hai cánh bay lượn về phía mọi người.